gia đình mình có giàu cỡ nào mà nghèo cỡ nào, mình cũng bước vào thế giới này như nhau. Rồi sau, mình cũng sẽ bước ra khỏi thế giới này như nhau. Cho dù mình giàu cỡ nào, nhiều xe, nhiều nhà, hay là mình không có một mảnh giấy gì trong người, mình bước ra khỏi thế giới này như nhau, cũng sáu tấm ván, ba thước đất ở bên dưới, như nhau hết. Vậy thì nó không có ý nghĩa gì hết khi mình có cái gì trong tay, đúng không? Cái ý nghĩa là tôi là ai trong cái khoảnh khắc tôi bước vào và bước ra khỏi thế giới này. Nếu chúng ta sống được điều đó, tôi nghĩ cuộc sống của chúng ta sẽ rất ý nghĩa. Chúng ta sẽ không còn bận tâm tại sao người này có cái này, người kia có cái kia. Điều chúng ta bận tâm là tôi là ai và ai kinh nghiệm được tình thương mà tôi đã có được khi tôi bước vào thế giới này và trước khi tôi bước ra khỏi thế giới này.